nhằm tăng cường đảm bảo an ninh thông tin mạng đối với hệ thống thông tin. Chiều ngày 23 tháng 8, Ủy ban dân huyện tổ chức hội nghị tập huấn triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống thông tin năm 2024. Tham gia tập huấn có 140 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên, viên chức phụ trách công nghệ thông tin của một số cơ quan đơn vị thuộc Ủy ban dân huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin các xã thị trấn, hiệu trưởng và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn xây dựng hồ sơ đề xuất về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ quy định tại thông tư số 12 ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn sử dụng nền tảng hỗ trợ đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Tiếp đó, các đại biểu cũng được giới thiệu các giải pháp về quản lý, đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, v.v. Thông qua hội nghị nhằm góp phần triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thông tin, nâng cao trình độ, nhận thức, kỹ năng, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị địa phương.